Tiếp tục mời quý vị sẽ cùng đến với cà phê giải trí. Thưa quý vị, chính thức ra mắt MV mới Nhạc của rừng, rapper Denvo gây ấn tượng khi vào vai một cây cổ và từ đó thì truyền tải một thông điệp môi trường ý nghĩa nhằm ủng hộ chương trình hồi sinh một triệu cây rừng.